Xin chào mọi người, trên tay mình hiện tại đang là Earfun Air Mini 2, chiếc tai nghe không dây có mức giá rẻ nhất của nhà Earfun. Và chính xác thì mức giá mọi người bỏ ra để sở hữu em này đó là 590k. Ở cái tầm giá như vậy thì trước đây chúng ta sẽ chỉ có một số lựa chọn đến từ Havit này, đến từ Wigu thôi. Tuy nhiên là cái chất âm của những mẫu tai nghe như vậy thì nó sẽ không được tốt lắm. Và như mọi người đều biết thì Earfun từ trước đến giờ mình review rất nhiều loa và tai nghe, thì chất âm của những sản phẩm từ Earfun thường nó rất là tốt so với tầm giá. Và cái chiếc Air Mini 2 này nó cũng không phải là ngoại lệ đâu. Ở phụ kiện bên trong thì chúng ta sẽ có là một đôi cặp tiếp size L và size S, và một cái cắp sạc USB Type-C. Cái này thì anh em hoàn toàn có thể là thay thế bằng cái cắp sạc của điện thoại. Và nhân vật chính của chúng ta đây, chiếc Earfun Air Mini 2 thì mình có bóc hộp và trải nghiệm trước rồi. Thì cái điểm đầu tiên mà mình thấy nó chưa thực sự là ổn lắm đó là cái phần bề mặt. Thì hãng sử dụng chất liệu là nhựa bóng, nó khá là bám mồ hôi và dấu vân tay, chưa kể là còn dễ xước trong một gian chúng ta sử dụng nữa. So với lợi thế đầu tiên là cái chiếc Earfun Air Mini 1 này, thì cái tạo hình của cái cây sạc này nó bé hơn và nó cũng mỏng hơn nữa, nên là khi cầm nắm này hay là cho vào túi quần nó cũng dễ chịu hơn. Cá nhân mình thì mình thích là hãng sẽ để nguyên cái thiết kế này và phủ nhám cái phần bề mặt thì nó sẽ hoàn hảo rất là nhiều. So với lại cái thế hệ đầu tiên thì cái housing của cái chiếc Air Mini 2 này nó cũng có một số cái điểm thay đổi. Đó là hãng người ta sử dụng cái chạc chữ Y này nó bé hơn một chút. Khi thao tác thì nó có thể là nó sẽ hơi khó hơn, nhưng mà cái độ nhạy thì nó vẫn là tương đương nha mọi người. Chưa kể nữa là đeo lên thì mình thấy rất là thoải mái, bởi vì là cái phần ear tip này thì hãng họ làm hình bầu dục, nên là nó fit vào tai nó tốt hơn nhiều so với cái kiểu là hình tròn truyền thống. Bên trong này thì chúng ta vẫn sẽ có những cái thông số tương tự như là cái thế hệ đầu tiên thôi. Đó là chuẩn Bluetooth 5.2 này, chuẩn chống nước IPX7. Các bạn hoàn toàn có thể là thoải mái đem em này tập thể dục thể thao ngoài trời thoải mái. Tiếp theo nữa thì chúng ta vẫn có thời lượng pin là khoảng 20 giờ sử dụng liên tục khi mà kết hợp với cây sạc. Pin trên tai thì sẽ đạt khoảng tầm 6 giờ nha mọi người. Về cái khả năng âm thoại thì chiếc Earfun Air Mini 2 này nó được nâng cấp một chút, đó là sử dụng dual mic, có nghĩa là hai microphone mỗi bên để có thể là mang lại chất lượng âm thanh tốt hơn khi chúng ta đàm thoại. Và về cái chuẩn kết nối thì chúng ta vẫn có là chuẩn Bluetooth 5.2 kèm codec là AAC và SBC thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nói về cái âm thanh là cái quan trọng nhất trên một cái chiếc tai nghe. So với lợi thế đầu tiên thì mình thấy là chiếc Air Mini 2 này nó đã có sự thay đổi khá là nhiều về mặt âm thanh. Và cái sự thay đổi này thì nó là tích cực hay tiêu cực, nó phụ thuộc vào gu của mỗi người nữa. Về đầu tiên là giải treble thì đây là cái sự thay đổi mà dễ nhận ra nhất. Với mình thì mình thấy là treble của cái chiếc Earfun Air Mini 2 này nó đã bị giảm lượng đi khá là nhiều, và nó không còn cái độ chi tiết cũng như là độ sáng như là trên chiếc Air Mini 1 này nữa. Thì điều này có thể nhận biết được rõ khi các bạn nghe những track nhạc acoustic hay là những track nhạc symphony, và nó có cái sự xuất hiện dày đặc của nhạc cụ bộ gõ. Thì những cái chi tiết nhỏ trong bài nhạc thì chiếc Air Mini 1 này nó thể hiện được rõ ràng và chi tiết hơn rất là nhiều so với lại Air Mini 2. Còn nếu như các bạn mà kiểu thích nghe những thể loại nhạc thiên về vocal và các bạn nghe trong một khoảng thời gian dài, các bạn cần một chất âm nó mượt mà, nó dễ nghe, thì cái chiếc Air Mini 2 này nó lại sẽ làm cho các bạn cảm thấy dễ chịu hơn rất là nhiều. Còn về âm bass thì mình thấy là Air Mini 1 và 2 nó không có chênh nhau quá nhiều. Air Mini 2 thì nó có âm bass nhiều hơn một chút, nhưng mà nếu như các bạn không nghe trực tiếp hai mẫu tai nghe thì cũng rất là khó để nhận ra. Nên là mình nghĩ chiếc Air Mini 2 này nó vẫn là một chiếc tai nghe có âm bass thuộc hàng tốt nhất trong tầm giá rồi, và rất là phù hợp để cho các bạn nghe những thể loại nhạc như kiểu là folk dance, EDM hay là trap vân vân, mấy bài nhạc trẻ mà có tiết tấu sôi động một chút đó, thì nghe con này cực kỳ là phê luôn. Về trung âm thì mình thấy là Air Mini 2 này có cái trung âm nó cũng khá là mượt, tuy nhiên là nó không có nổi bật lên hẳn so với lại Air Mini 1. Đặc biệt là khi các bạn nghe vocal nữ thì cái giải 2 mid ấy nó không có được đã tai, nó không có nổi bật được như là cái chiếc Air Mini 1 này đâu. Đó nên là các bạn sẽ phải cân nhắc đánh đổi thôi. Với cái tầm giá rẻ hơn như vậy thì về mặt công nghệ này, về mặt tính năng thì chúng ta vẫn được duy trì. Đó nên chúng ta sẽ phải hy sinh một chút ở cái phần giải âm. Tuy nhiên là nói qua cũng phải nói lại, nếu mà so với lại những cái đối thủ trong tầm giá đến từ Wigu, đến từ Havit hay là những cái hãng Trung Quốc khác, thì mình nghĩ là Air Mini 2 là một chiếc tai nghe có chất âm thuộc dạng xuất sắc nhất rồi, và các bạn sẽ khó lòng có thể đòi hỏi được tốt hơn nữa. Và tổng kết lại thì mình thấy là ngoại trừ cái điểm yếu duy nhất, đó là cái phần cây có cái phần nhựa bóng này rất là bám mồ hôi ở vân tay, dễ xước nữa, thì chiếc Earfun Air Mini 2 này là một chiếc tai nghe mà rất là đáng để lựa chọn trong tầm giá. Nếu như bạn không quá quan tâm đến những tính năng thông minh như kiểu là chống ồn hay xuyên âm của những đối thủ khác đến từ Wigu, thì đây là lựa chọn rất là hoàn hảo về mặt âm thanh, về mặt tính năng cũng như là các công nghệ đi kèm nha. Rồi, đó là tất cả những chia sẻ của mình về cái chiếc Earfun Air Mini 2, một chiếc tai nghe rất là toàn diện. Các bạn muốn trải nghiệm chiếc tai nghe này có thể ghé trực tiếp Sound Media. Còn bây giờ thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.